Gia Ngư, một con phố cổ nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Đây là con phố du lịch. Có rất nhiều khách sạn sang trọng, kiến trúc hiện đại nằm san sát nhau hai bên hè phố. Con phố không còn mấy nét cổ kính, trừ cái tên của nó. Nổi bật giữa phố có một không gian kiến trúc tương phản với xung quanh. Một sự gợi nhớ về văn hóa truyền thống. Đi qua con phố này, bạn sẽ đặc biệt ấn tượng với Eric's Brocoholic, một địa điểm ẩm thực đầy cá tính của Hà Nội. Hà Nội được biết tới là trung tâm văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Có rất nhiều lý do để Hà Nội thu hút hàng chục triệu du khách trong và ngoài nước ghé thăm mỗi năm. Một trong những lý do đó là sức hấp dẫn đến từ văn hóa ẩm thực. Rick's Brocoholic được những doanh nhân trẻ tuổi khai sinh với sứ mệnh lan tỏa văn hóa ẩm thực truyền thống. Nếu có cơ hội đến Việt Nam, đến thủ đô Hà Nội, hãy ghé thăm Rick's Brocoholic để thưởng thức sự độc đáo, tinh tế và chuyên nghiệp của điểm đến tôn vinh ẩm thực truyền thống này. Rick's Brocoholic thực sự là một nhà hàng truyền thống đúng nghĩa. Có rất nhiều món ăn truyền thống. Những món ăn xưa, đặc sản của các vùng miền Việt Nam đều có mặt tại đây. Từ những nguyên liệu tươi ngon, rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, những đầu bếp chuyên nghiệp tại nhà hàng với công thức chế biến đặc biệt làm ra những món ăn thuần Việt, đậm hương vị xưa. Đặc biệt là khả năng trình bày món ăn hết sức tinh tế của các đầu bếp tại đây, khiến những món ăn dân dã trở thành những tác phẩm nghệ thuật thực thụ. Thưởng thức món ăn xưa trong không gian của tổ tiên người Việt hàng nghìn năm trước sẽ giúp bạn cảm nhận sự kết nối với văn hóa cổ truyền Việt Nam, kết nối với bạn bè, kết nối với người thân.